tiếp tục thay đổi thay dây nữa nha các bạn, cột vào những cái vị trí phù hợp để cắm được cái trụ này. Trụ này cắm nãy giờ cũng khá là lâu rồi. Nước tràn lên cái be luôn rồi. Cái này đủ mới thể chính xác thôi. Thôi. Tương đối được. Cho nó ra ngoài có 5 thân nữa là ngon đó. Đây đó các bạn. Bỏ lên đi, con cắt lộn lại đây nè. Khỏe hả? Ở đây đi. Ê, cái cậu ngỡ ngỡ lên luôn đi, ngỡ lên tấm đó luôn. Chắc là 2 năm mà đem nguyên vậy. Bỏ qua lại đây. Má không làm rồi đủ nó đi lấy cái cây nó liếm tôi qua lại luôn đó chứ. Cây chắc cắt làm hai đó con. Lấy cưa xuống không? Không có cưa máy đây nè, cưa máy bỏ cả nó vậy. Tiếp tục là xe cảnh anh em mình động trụ trên sông này các bạn. Này tên nhỏ. Kéo cái này lên được. Tiếp tục thêm một cái cây trụ cọc này, cọc gỗ nha các bạn. Đấy thì đóng cọc xi măng hai cây này luôn.
chạy này lắc quá. Mấy cái dừa trồng cặp mé ở đó giờ nó bị sạt xuống sông hết luôn, giờ phải xây dựng lại cái bờ kè. Các bạn thấy cái lậu không? Lậu xi măng bây giờ nó ra sạc hết trơn luôn, không còn gì. Này là cắt ra cái dây chì á. Dây chì quá trời chất lượng. Bự bự không? Rồi sau khi cắt dây chì xong, anh em mình tiến hành là cắm nó nha. Wow, cây này dài dữ trời, cái gì dài gì ghê luôn. Rồi xích trước để cầm cho bà con nha, biết rồi mấy con lậu này. Làm chắc nó sạc nguyên cái con lậu này xuống mương luôn á các bạn. Con coi chừng chỗ này có cái ống nước nè. Quá nhanh. Trời ơi, nhấn tay cái xuống rồi. Mày trắng xuống. Thôi có lệ thôi chứ đất đây nó quá mềm. Trụ thì mặc dù dài nhưng mà cắm xuống đây cũng không đủ các bạn. Kiếm mấy cái trụ gỗ dài để cắm xuống bờ này. Bờ này thì chưa có sạt lắm. Không gài mấy cây dừa nó cũng trôi xuống đó nè. Đây cây nó cũng chắc cũng sắp sửa nè.